Chào anh em nha. Bữa nay shop mới nhập thêm phượng hoàng vàng. Mỗi lần thì bán phượng hoàng bạc là nó không có hỗ trợ cái đèn UV nha các bạn. 130k. Thì đợt này mình lấy là phượng hoàng bạc, phượng hoàng vàng. Đây nha mọi người, có hỗ trợ đèn UV nè. Hỗ trợ ngắm bắn ban đêm nha. Đó. Giới thiệu ná thôi. Giá cả thì những video trước mình đã nói hết rồi. Thì là bây giờ nó có thêm các cái mẫu mới nè. Giá cả thì cũng rất là yêu thương. 70.000 nè, 70.000 nè, 70 nè, 70 nè, giá này chưa bao ship nha anh em. 70 nè, 70, 70 nè. 100.000 nè, các mẫu inox nè. 120, 130. Các mẫu inox nè. Thì 150, 160, 170, 180 à, không có trên 200, dưới 180 nha, 180 xuống. 200.000. Trở xuống nha anh em. Anh em thích mua có combo thì có nha, dây là đủ các loại dây nha anh em. Nè. 1 ly 2 nè. 1 ly nè. 075 nè. 065 nè. Mua 10 tặng 2. Mỗi sợi 10k. Anh em mua, nếu mà mua ná thì anh em muốn mua thêm bao nhiêu anh em mua, mua 5 tặng 1. Còn bình thường anh em mua mình dây không là phải mua 10 thì mình mới bán nha. Tại vì tiền ship là 30.000 rồi. Trong tỉnh Hậu Giang á, thì tiền ship nó là 15-18.000. Thành phố 15. Còn ấp xã thì là 18. Còn ngoài tỉnh á, thì là thành phố 25. Trong tỉnh ngoài tỉnh á, thành phố 25 với ấp xã thì là 30 tiền ship đó. Cho nên là dây mua 10 mới bán nha. Còn các bạn mua ná thì mua kèm bao nhiêu các bạn mua. Mua 1 cộng thì 10.000, mà mua 5 cộng thì tặng thêm 1. Cứ vậy tính tới đó. Đạn nè. 6 ly 35. 6 ly 35. Các bạn mua hết luôn nha, mua vừa đạn, vừa ná, vừa dây cái gì đó mua chung một lượt luôn à, tiền ship nó chỉ có một lần thôi. Đạn 7 nè. Đó, các bạn muốn mua nửa ký thì các bạn mua, mua nguyên ký thì các bạn mua 60.000 nha. 60.000 một ký. Còn ná nè, mẫu này mẫu mới nha mọi người. Nhìn kỹ nha. Đó, mình mới vừa lấy về đó, chưa có gắn dây nè, cái này nhìn nó còn ngon nè. Chứ mấy cái cục này vàng vàng này nhìn nó đâu có. Cục này dễ bể lắm, mọi người chơi rồi biết nè. 70.000. Ná loại 1 nha mọi người, chứ không phải là ná loại 2, loại 3 nha. Nè, cầm cái ná lên là cứ tự tin đưa cái tay vô quẹt nè, hết cỡ luôn nè. Đã gia công rồi. Đó, mọi người nhìn cái ná đã gia công rồi nó khác nha. Chứ không phải như mấy cái kia mà đưa vô đây nó muốn đứt tay đâu. Bắn sợi dây vô đây cái là nó tét. Tét dây luôn. Nhện nè, nhện nó có hai loại nè. Anh em xem thì cho mình một like, đăng ký kênh ủng hộ mình luôn nha. Với lại chia sẻ cho những người khác, người xem cùng nha anh em. Đó, giá cả là từ 180 trở xuống. Dây rồi mình đã báo hết rồi, hàng quá này trời nè. Bao la. Không sợ hết hàng nha anh em. Bao la hàng luôn. Ok, cảm ơn anh em đã xem video nha. Anh em nào trên tiêu đề mình có để số điện thoại rồi đó thì cứ nhập vô Zalo, nhập cái số điện thoại đó. Liên hệ Zalo với mình. Ai không xài Zalo thì qua Facebook. Nhưng mà có Zalo thì nên xài Zalo nha. Facebook mình cũng ít xài lắm. Còn không thôi, bạn nào mà muốn nhanh thì cứ nhìn nè, biết tên của nó rồi. Phượng Hoàng nè, UFO nè, ná mệt nè, One Hit nè. Mẫu này mấy mẫu inox nha. Inox 304 nha. Loại 1 hết nha anh em.
nè, quanh hít thẳng nè, quanh hít cong nè, ABS nè, ABS 70 nè, 70 nè, nhện nè. Đó thì anh em nào alo rồi nói mình lấy mẫu gì đó là ok ha. Ok, chào tạm biệt anh em nha. À quên đó, nói với anh em luôn, mấy cái này là nó có màu khác nhau nha anh em. Nè. Màu sắc nó khác nhau nha. Nè. Cái này đỏ nè, cái này xanh nè. Nó có màu khác, còn cái này là phượng hoàng vàng, mạ vàng nha anh em. Cái cán nè, cái cán là người ta mạ bằng vàng nha. Đó đàn nè. Cái này nó cũng có đàn luôn nha, nha anh em. Đây nè. Mình chưa gáp vô nhưng mà gáp thước ngắm vô rồi nó cũng có cái đèn UV giống như bên này nè. Cây này thì nó có thêm cái thước thủy luôn nha.